đây có một bạn hỏi: Thưa Thầy, nếu lấy người khác đạo, ví dụ như đạo Thiên Chúa, thì chúng ta phải theo đạo, thế thì có tội gì không ạ? Nhưng theo con biết thì tình yêu không có tội. Câu hỏi hay. Đúng là tình yêu không có tội, nhưng vì tình yêu mà bỏ đi cái đạo gốc rễ mà mình tôn thờ thì đó là có tội. Thầy luôn chấp nhận theo quan điểm của Thầy, người Phật tử có thể lấy tín đồ của Thiên Chúa giáo hay Tin Lành hay Cao Đài hay Hồi giáo, có thể đến và kết tóc xe tơ ăn đời ở kiếp với nhau. Thầy luôn chấp nhận, Thầy ủng hộ. Nhưng Thầy không có chấp nhận cho cái việc vì em, vì anh khác đạo, tôi đến tôi yêu em, yêu anh, tôi sẽ bỏ đạo của tôi đi theo em anh. Cái đó là không đúng, Thầy không chấp nhận. Thầy không chấp nhận cho một người Phật tử vì tình yêu mà bỏ đạo để theo tình yêu rồi theo đạo khác. Và Thầy cũng không chấp nhận cho một người khác đạo yêu một người Phật tử rồi họ bỏ đạo của họ để theo Phật. Thầy cũng không chấp nhận. Thầy có thể nói như thế này với các bạn: nếu như giỏi yêu được cái người đạo Thiên Chúa, khi ngày cưới tụi con đến nhà thờ để làm lễ, thì tụi con phải thống nhất được rằng em theo anh đến nhà thờ làm lễ, gia đình em sẽ sang nhà thờ làm lễ, và gia đình anh và anh cũng phải sang chùa làm lễ hoằng thuận với em. Được thì đến, không được chúng ta thôi. Chứ không thể bắt buộc em phải hoàn toàn theo anh. Nếu em hoàn toàn theo anh, vậy thì đời sống của em hoàn toàn phụ thuộc vào anh à. Em đến với anh, em chỉ là con rối để anh điều khiển thôi sao? Đâu có được. Anh tôn trọng tôn giáo của anh thì anh phải tôn trọng tôn giáo của em. Đó mới chính là tình thương. Còn nếu như anh chỉ tôn trọng tôn giáo của anh ích kỷ bởi tính lý giáo điều của tôn giáo anh mà bắt em tôn trọng tôn giáo của anh, bỏ tôn giáo của em, thì điều này hoàn toàn không nên chấp nhận. Nếu có những người họ ích kỷ, họ cục bộ như vậy, tụi con nên chia tay với họ đi. Chia tay với họ, đừng đến với họ. Giỏi hơn là sau này những ngày lễ ở chùa tụi con phải dẫn họ đi chùa, dẫn họ quy y. Những ngày lễ ở nhà thờ tụi con cũng có thể theo họ vào nhà thờ dự lễ, không sao cả. Tôn giáo phải dạy được con người sống với những điều đạo đức và thánh thiện. Nếu tôn giáo bắt con người ta bỏ đi cội nguồn gốc rễ của mình thì tôn giáo này nó phản với đạo đức. Tôn giáo mà bắt theo tôn giáo đó mà để bỏ đi cái truyền thống lâu đời người ta đã tôn thờ, tôn giáo này không xứng đáng để học hỏi, tôn giáo này không xứng đáng để theo. Và đạo Phật cũng thế. Nếu đạo Phật mà bắt buộc một người nào đó đến để bắt buộc, để đưa ra những giáo lý để tính điều, bắt người ta phải phục tùng theo Đức Phật, bắt người ta phải đi theo Đức Phật để bỏ truyền thống của người ta, thì đạo Phật không còn là đạo Phật nữa. Thầy nói lại, Thầy chấp nhận cho việc cưới hỏi người khác đạo, nhưng đạo ai nấy giữ, còn giỏi thì cùng nhau đi chùa, cùng nhau đi nhà thờ, làm được điều đó thì chúng ta nên đến. Chứ nếu tụi con là Phật tử vì tình yêu để rồi không còn giữ màu áo lam, không còn là Phật tử nữa, đây là điều đáng buồn, đáng trách. Đó cũng là một cái gì đó để thấy rằng tụi con không sống được với chính cái giá trị thực của mình. Tụi con chỉ sống phụ thuộc vào người khác mà thôi. Câu hỏi này Thầy trả lời bấy nhiêu đó thôi. Dạ thưa sư, con muốn hỏi là tại sao các sư lại không để tóc mà giống như để đầu không ấy ạ? Kính bạch Đại Tăng, kính thưa các em, người xuất gia phải có cái gì nó khác người thế tục. Ở ngoài người ta nói cái tóc là vóc con người,
Còn người xuất gia là hủy hình thụ chi tiết, tức là phá hoại cái sắc đẹp của mình đi cho nó dễ tu. Cái thứ hai nữa là cạo đầu nó mát. Vấn đề thứ ba là cạo đầu nữa nó không có chí. Thứ tư nữa là đỡ tốn sợ bông, cũng đỡ gạo luôn. Nhưng mà thầy nói cái vấn đề như thế này, vấn đề chính là như thế này. Hồi nãy thầy nói cái câu đó, cái răng cái tóc là vóc con người. Ở ngoài họ vì cái đó họ tham đắm vào cái sắc đẹp. Mà các nhà sư đi tu rồi, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ làng, bỏ xóm, bỏ anh, bỏ em đến chùa để tu, thì tiếc gì cái tóc. Nên quý thầy cạo cái tóc, thứ nhất là tâm hình khắc tục, thứ hai là phá bớt cái sắc đẹp của mình. Phá bớt cái sắc đẹp của mình. Và cái thứ ba nữa là mình dễ phân biệt tăng tục như thế nào. Và cái thứ tư nữa là cái tóc là tượng trưng cho cái sự phiền não tạp ế ở ngoài đời. Bây giờ vô chùa rồi ráng cạo bỏ tất cả đó, là cạo bỏ tất cả cái phiền não, tất cả những cái thói hư tật xấu ở ngoài đời hết, để mà xuất gia tu học trên con đường đạo nghiệp của mình. Đó là ý kiến của thầy. Còn chúng con xin Chư Tôn Đức hoan hỷ bổ sung thêm. Dạ đầy đủ. Cảm ơn thầy. Tóc vừa cạo thì tơ lòng phủi sạch, gánh nợ trần buông bỏ từ đây. Bây giờ sư, các sư vẫn mặc đồ đời, vẫn để tóc, rồi các sư chạy ngoài đường, các em có biết đó sư không? Không, rồi bây giờ các sư đi nhậu, các em có biết không? Các sư đi ăn thì các em có biết không? Cho nên Phật ngừa và nên Phật bắt phải cạo tóc. Mô Phật, thưa thầy, cho con hỏi là những đứa con bất hiếu thì sẽ bị quả báo gì thầy? Xin cảm ơn con. Câu hỏi rất hay. Ở trong kinh của Đức Phật dạy, trong muôn ngàn cái nghiệp tạo nên tội thì nghiệp bất hiếu là tội nặng nhất. Trong muôn ngàn phước lành mà con người tạo thì cái phước lành lớn nhất là phước lành hiếu kính đối với cha mẹ. Đức Khổng Tử dạy hiếu chí ư thiên thì phong vũ thuận thời, hiếu chí ư địa thì vạn vật hóa sanh, hiếu chí ư nhân thì muôn phúc lành tăng trưởng, gọi là trăm phước hàm tăng. Có nghĩa là hiếu cảm đến lòng trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật hóa sinh, hiếu đến với lòng người thì muôn phước lành tăng trưởng. Tất cả những bậc thánh nhân đi ngang qua dòng đời đều dạy con người ta phải biết hiếu thảo cung kính đối với cha mẹ mình. Vì cha mẹ chính là người sanh thân này cho chúng ta và là người nuôi nấng dạy bảo chúng ta lớn lên từ sự sẻ chia sự sống của cha mẹ. Phạm tội bất hiếu thì sẽ bị đọa trong địa ngục A Tỳ ngàn muôn kiếp không ra được. Ở trong sử có kể một câu chuyện, vào thở xa xưa khi Đức Phật Thích Ca Ngài chưa thành Phật, có một kiếp Ngài phạm tội bất hiếu với mẹ, là Ngài dẫm đạp qua tóc của mẹ để đi biển tìm vàng theo lời dụ dỗ của người khác. Chính vì thế mà Ngài bị đọa vào trong địa ngục vô gián. Ở trên đầu Ngài có một cái dòng sắt lửa cháy rừng hừng hực sấy vào từ trên đỉnh đầu của Ngài, sấy xuống thân của Ngài cứ liên tục. Nhưng mà cái nghiệp này chỉ hết khi có một người khác phạm tội bất hiếu nặng hơn á thì mới có thể thoát nghiệp này. Nhưng do Ngài phạm tội bất hiếu quá nặng, dẫm ngang đầu tóc của mẹ mình mà đi, thế cho nên Ngài chịu cái nghiệp này. Và lúc Ngài đau khổ cùng cực đó, Ngài mới hỏi quỷ vương, tức là người ngục, người mà canh ngục á, vậy thì
cái tội này của tôi khi nào hết và tôi chịu đến bao giờ, bao nhiêu năm thì sẽ hết cái tội này. Quỷ vương nói khi nào mà có một người tạo tội bất hiếu nặng hơn ông á, thì ông mới có thể thoát cái nghiệp này, vì người đó sẽ thay vào chỗ của ông. Lúc đó Đức Phật mới phát nguyện: xin cho tôi chịu cái tội lỗi này ngàn muôn kiếp không dừng, để tôi chỉ cầu mong rằng trên trần gian đừng có một chúng sinh nào phạm tội bất hiếu với cha mẹ. Tụi con thấy phạm tội bất hiếu tội nặng lắm. Bây giờ tụi con còn nhỏ, không hiếu thảo với cha mẹ của mình, sau này tụi con lớn lên, con của tụi con nó sẽ không hiếu thảo với tụi con đâu. Thế cho nên thầy mong rằng tụi con chỉ cần nhớ, bất hiếu với cha mẹ, làm cha mẹ buồn khổ là cái tội lỗi nặng nhất trong muôn ngàn cái tội. Xin cảm ơn tụi con. Kính bạch các thầy, con ở nhà vẫn ăn thịt, ăn cá và lâu lâu cũng chính tay sát sinh gà để nấu lên ăn. Vậy có phải tụi con đang tích nghiệp và lớn lên có sẽ trả nghiệp cho cái giá mà con đã tạo nghiệp đó không? Thì thưa với các em rằng á, các em ở nhà chưa thể ăn chay được, thì các em phải ăn gà đúng không? Ăn cá, ăn thịt. Nói tóm lại là phải ăn mạng sống chúng sinh để tồn tại, kịp không nè? Thì bây giờ đây mình phải làm cách gì đây? Nếu như các sư ăn chay trường luôn thì thôi, còn các em ở ngoài đời các em còn phải ăn thịt. Thì sư nói các em thế này: mình ăn thịt là một chuyện, nhưng mình trực tiếp sát sinh lại là chuyện khác. Ví dụ bình thường một bữa ăn chúng ta ăn 5 miếng thịt, hôm nay mình đi chùa rồi thì mình giảm xuống còn 4 miếng, được không? Được. Ngày xưa ở ngoài đời mình chưa biết đạo, một tháng mình ăn thịt 30 ngày, bữa nay biết đạo rồi, một tháng mình ăn thịt 28 ngày, còn ngày rằm mùng 1 mình ăn chay, được chưa? Đó là mình đang giảm. Nà. Còn đối với việc sát sinh, thí dụ như các em, vì ví dụ như giờ đây, con gái, mẹ bảo là làm con gà để nấu ăn, thì trong hoàn cảnh này các em không khéo hơn, đó là mình ra chợ mình mua con gà người ta đã làm rồi về nhà mình nấu, thì trong hoàn cảnh này mình có phạm cái tội sát sinh không? Có. Đó là tội gì? Gián tiếp sát sinh. Nhưng tránh được cái tội gì? Trực tiếp sát sinh. Các em nghĩ nè. Và nếu như chúng ta sát sinh nhiều như vậy thì trong Đức Phật dạy rằng người sát sinh sẽ mang hai cái quả báo. Thứ nhất là gì? Thân nhiều bệnh tật. Thứ hai, tuổi thọ ngắn ngủi. Bây giờ đây sư nói các em nè, đơn giản thôi. Đạo Phật là đạo gì? Đạo từ bi. Vì sao Đức Phật dạy con người ta không sát sinh mà cần phải phóng sinh? Sáng ngày mai theo ban tổ chức là các em làm lễ phóng sinh. Thì thầy trụ trì đã đặt mua chim rồi, chúng ta phóng sinh. Vì sao chúng ta phải phóng sinh? Bởi vì chúng ta và chúng sinh có chung một cái mẫu số, đó là gì? Tham sống sợ chết. Kiểu không nè? Mình tham sống sợ chết thì con vật có tham sống sợ chết không? Có chung một mẫu số đó, cho nên mình phải phóng sinh để gì? Ban tặng sự sống. Đó là gì? Thể hiện lòng từ của đạo Phật. Sư nói với các em thế này: bây giờ các em giết con gà nó có đau không? Nhưng mà tại sao nó không phản kháng? Phản kháng gì được? Hai chân của nó bị cái quả ngũ hành sơn của mình đè lên rồi, kịp không? Ngũ hành sơn là một chân của mình, còn hai cánh của nó là bị cái gì? Cái giải hoàng liên sơn của mình đè lên rồi. Đó là chân thứ hai. Cái đầu của nó thì mình làm gì? Lấy tay mình kéo ra. Còn một tay mình làm gì? Nhổ lông phật. Lấy dao. Nên là đau không? Thử coi thử. Cái cổ của mình mà người ta đem dao người ta cứa như vậy đau không? Đau phải không nè? Ví dụ như cổ của cha mẹ mình mà bị người ta đem dao người ta cứa như vậy, các em có chịu nổi không? Không. Đủ chưa? Chưa đủ đâu. Người ta lấy cái đũa con á, người ta móc cái yết hầu nó ra, cắt cái phức,
quăng ra con gà nó chết. Như vậy thưa các em, hành động đó là thiện hay bất thiện? Bất thiện. Cho nên vì vậy, trong một tháng, các em bây giờ mới tập ăn chay, phải ăn chay 2 ngày, 4 ngày, nếu như sau này có điều kiện ăn chay trường. Và sư được biết rằng, có những người cư sĩ tại gia, họ vẫn ăn chay trường. Thế nào? Nhiều người nói rằng ăn chay không có sức. Xin thưa với các em rằng, các sư ngồi trên này cũng ăn chay trường, thấy thôi, có sức không? Nè, các sư có ốm không? Các sư có xanh xao vàng vọt không? Cho nên nha, rõ ràng ăn chay là sức khỏe. Bây giờ sư hỏi các em, con bò đang cỏ đang ăn thịt, nhưng bây giờ ai dám ra vặt với bò không? Nó mạnh hơn mình đúng không nè? Cho nên cái ăn chay hay ăn thịt đó là do cái thói quen của con người, chứ không phải là gì, không phải là do cái nghiệp của con người đâu. Cái nghiệp nè, thói quen của mình. Cho nên vì vậy, hạn chế sát sinh nhiều chừng nào thì chúng ta tích cái phúc lành cho chúng ta chừng nấy. Nhưng phóng sinh không bằng hộ sinh. Cái nghiệp nè, phóng sinh không bằng hộ sinh. Hộ sinh là gì? Là bảo vệ mạng sống. Ví dụ cách đây mấy ngày, bữa sáng đó 5 giờ sáng sư đi dạy. Không có con chó cắn rồi. 5 giờ sáng sư đi dạy, vừa bước vừa mở cửa ra, nghe nè, trời mưa. Các em biết con ốc ma không? Con ốc ma đó, hay gọi là ốc, con ốc mà ốc sinh á, ốc ma đó, nó ở trong cánh cửa. Sư có biết đâu, sư mở làm cái rốt là coi như là xong cuộc đời con ốc ma rồi đấy. Sư bận quá sư đi dạy, chiều hôm đó sư mới về. Về đến nhà thì nguyên một bài kiến nó đang súp lại, nó liên hoan. Nó kêu bay ơi, lại đi ăn sinh nhật đi bay. Nguyên một cái mớ thịt mà. Nhưng con ốc ma đó đã gì? Chết do sư đãi cánh cửa. Cái kiểu nè. Như vậy con ốc đó sư có cố tình giết không? Không. Nhưng sư đã vô tình gì? Vô tình giết. Cho nên vì vậy, bây giờ các em đi ra ngoài đường, thấy con ốc ma các em cúi xuống nhặt bỏ nó và bỏ nhẹ nhàng vô bãi cỏ, đó là các em đang hộ sinh. Thế nào? Và hành động đó chính là lòng từ của người học Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây có hai câu hỏi các em viết lên cho ban tổ chức. Câu hỏi thứ nhất, trong lòng con cứ suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề tình cảm ngưỡng mộ đối với một người đã hơn 5 năm. Cho dù cố gắng né tránh, nhưng rõ là càng cố tránh càng không thể quên. Con không dám làm rõ người. Hiểu cái câu này có nghĩa là con không dám làm rõ ràng cho người đó biết tình cảm của con, tâm tư của con đã dành cho họ bấy lâu, vì con sợ họ không chấp nhận rồi họ không làm bạn với con nữa, nên con không dám đối diện. Con không thể để thời gian cứ trôi như vậy. Giữa kiên nhẫn và buông bỏ, con không biết phải chọn như thế nào. Con muốn buông bỏ, bỏ đi cho nó đỡ khổ con. Khổ chi mà 5 năm rồi. Bỏ. Thầy khuyên là bỏ. Nhưng để hiểu sâu sắc, để có phương pháp buông bỏ, thì tụi con hãy lắng nghe Đại Đức Thích Đạo Quang, người đã có kinh nghiệm trong trình trường. Mặc dù chưa có mảnh tình nào dắt dai đi ngang qua đời sống này, nhưng sẽ chỉ cho tụi con cái cách thức buông bỏ cho nó thật là tốt. A Di Đà Phật. Ví dụ bây giờ mình ghét một người nào đó, mình luôn luôn giữ ý niệm đó, đó gọi là gì? Chấp niệm. Mình thương một người nào, nếu mình giữ mãi ý niệm thương đó, đó gọi là gì? Chấp niệm. Thấy nè. Như vậy tóm lại chấp niệm là gì? Chấp niệm đó là giữ những ý niệm của mình. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai,
Sư nghĩ rằng tình cảm ngưỡng mộ với một con người 5 năm không có gì là xấu. Bởi vì trong con người ta ai cũng có quyền thần tượng. Các em kiểm nè, các em có thần tượng không? Có không? Chúng ta ngồi đây có ai có thần tượng không? Có chứ. Tuổi trẻ cho các em bây giờ cái người mà các em thần tượng lớn nhất là ai? À, có thể là Sơn Tùng MTV. Thí dụ như thế. Fan của Sky nè. Có thể như thế, đó là thần tượng. Rồi, mình trong lớp mình thấy một người bạn trai học giỏi, mình có thần tượng không? Thần tượng. Thấy một người phụ nữ học giỏi mình thần tượng không? Thần tượng. Thấy một người đẹp của băng nhạc K-pop mình có thần tượng không? Thần tượng. Như vậy đó là thần tượng. Thần tượng có xấu không? Không. Nhưng thần tượng để mình nỗ lực, để mình cố gắng, đó là thần tượng tốt. Còn thần tượng để mình đau khổ, để mình đau khổ, để mình chết vì thần tượng đó, thì thần tượng đó cần phải xem lại. Bây giờ chúng ta xem nè. Nếu như chúng ta là chúng ta thì chúng ta sẽ là cái đầu gà. Còn chúng ta thần tượng người ta thì chúng ta sẽ là cái mông voi. Bây giờ đầu gà và mông voi cái nào lớn hơn? Mông voi lớn hơn chứ. Nè, nhưng đầu gà là để điều khiển cả thân thể con gà, còn mông voi là nơi sản sinh ra cái gì? Vâng, là nơi chảy ra cái đó. Các em hiểu nè. Cho nên vì vậy chúng ta hãy là đầu gà, đừng bao giờ là mông voi. Các em hiểu nè. Còn tình cảm của bạn này ngưỡng mộ đúng một con người, thì suy nghĩ rằng tình cảm này chỉ hạn cuộc trong sự ngưỡng mộ, chưa hẳn đã là tình yêu đâu. Nè, có thể một người bạn một ngày nọ giúp mình thì mình ngưỡng mộ. Thì ý sư, nếu như theo sư trong hoàn cảnh này, sư đến như nói rằng này, thưa bạn, mình đã ngưỡng mộ bạn suốt 5 năm. Mình ngưỡng mộ bạn vì lý do nào đấy? Có thể là bạn là một người tốt chẳng hạn. Mình muốn làm một người bạn tốt với bạn, chẳng hay điều ấy có được không? Mình mạnh dạn mình nói điều đấy. Theo suy nghĩ là vậy. Biết đâu rằng trong sự ngưỡng mộ này, lời nói đó mình sẽ có một người bạn tốt. Suy nghĩ là thế. Biết đâu một lời nói đó, mình với người đó sẽ trở thành một người bạn tri âm tri kỷ. Không một điều lạ lắm nếu một người nam người nữ có thể trở thành người bạn tri âm tri kỷ. Không hẳn bạn nam giữa nam và nữ đó là tình yêu đâu. Suy nghĩ đơn giản là vậy. Còn nếu như mình không nói được, mình sợ rằng người mình nói ra người đó không chấp nhận và người đó sẽ bỏ mình luôn. Suy nghĩ rằng nếu như chỉ dừng nơi tình bạn thì không ai từ chối mình cả. Mà từ chối mình đi chăng nữa thì đó cũng là một điều tốt. Bởi vì mình đã nói tất cả những gì của cõi lòng mình. Hãy mạnh dạn một lần nói như thế. Còn nếu như để cái tình cảm này nó dằn vặt trong trái tim. Và bây giờ sư hỏi một người bạn đó, cái người đặt câu hỏi này nè. Con hãy tự đặt cho mình một vấn đề. Mình ngưỡng mộ người đó theo tinh thần của một người bạn hay rằng vượt khỏi ranh giới người bạn? Hãy tự đọa hỏi câu đó. Nếu như trên tinh thần một người bạn tốt, hãy làm bạn với người mình ngưỡng mộ. Có thể người đó tốt về phương diện nào đấy. Còn nếu như cái tình cảm mình đã vượt ra khỏi ranh giới tình bạn rồi, thì mình hãy xem lại cái lằn ranh giới đó. Cái lằn ranh giới đó khi mình nói ra, và người ta có thật sự có tình cảm gì với mình hay không. Nhưng tuổi các em ngồi đây thì suy nghĩ rằng chỉ dừng lại ở tình bạn và không nên đi xa hơn nữa. Nếu như phát hiện rằng bây giờ nè, tình yêu nó giống như là gì? Nó giống như lửa vậy đó. Khi đưa tay cảm thấy hơi nóng nóng là gì? Rút lui. Đừng bao giờ biết nó là lửa mà thò tay ở cháy xèo 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 xèo. Chỉ còn xương không thì lúc bây giờ không trách ai được. Thế nào? Còn buông bỏ hay không? Thì sư nghĩ rằng nếu như nghĩ rằng đó là tình bạn thì nên giữ lại và nên làm bạn với người bạn tốt đó. Còn nếu như là tình yêu thì tuổi như các em sư nghĩ rằng nên dừng lại. Học cách dừng lại. Và dừng như thế nào? Dừng như thế nào? Nếu như mình không đủ can đảm để mình làm bạn thì thôi mình không gặp nó nữa. Vậy thôi. Ý của sư là vậy. Còn
mong các thầy cao kiến hơn. Và Nam Mô A Di Đà Phật.